个超级加倍，不如便被他以外，金兔子送了个外卖，三个就反正不贵，就刚才遇了个狼狗，变了个机甲不坏，被一枪毙的嘴硬说机甲狼玩心快。Yes sir, xin chào anh em, là mình đang Peterson. Thì có một bạn yêu cầu mình là reaction bài khủng long xanh của Mighty, Mighty ấy. Thì thật ra thì nhiều khi bạn ấy không yêu cầu thì chắc chắn là mình sẽ reaction series về Melodic rồi. Melodic bây giờ là một cái tên với mình nhá, hot và cực hot, và là một ứng cử viên sáng giá cho Rap Việt mùa 3 năm nay luôn, ứng cử viên quán quân luôn ấy. Thì đấy, thì thật ra các bạn có nhiều người sinh ra đã có tố chất nghệ sĩ sẵn trong người rồi, và tố chất nghệ sĩ ấy đáng quý hơn là nó sinh ra ở trong một con người chất ở đời và có cách nhìn nhận về đời cực kỳ, gọi là có góc nhìn cực kỳ sắc cạnh ấy. Đấy, với mình đánh giá Melodic như thế, bởi vì là làm ra một sản phẩm để người nghe rồi trending hay là bắt tai thì bây giờ ở Việt Nam, ít nhất là Việt Nam đang rất nhiều người làm được, nhưng để một thứ âm nhạc chân chất, tức là tại sao gọi chân chất nhá, chất nhưng mà đời, chứ không phải là chất theo kiểu gang gang, kiểu hổ báo, kiểu thế này cáo trồn, không phải chất ở đây, thì người ta nhìn vào đời ấy, một từ thôi, cho người nghe cảm thấy chi chất trong cái đời người ta sống như thế. Tất nhiên là không phải viết về cuộc đời người ta. Đấy. Thôi ok anh em, mình nói nhiều nhiều quá đâm ra lạc đề thì mất công anh em nghe bảo là mình nói nhiều quá. Ok anh em, vào lắng nghe nhá, khủng long xanh của Melodic. Let's go. Ok anh em,
Ok anh em, thì mình chỉ nói ngắn gọn về cái bài khủng long xanh được thôi, và bạn mình cũng tiện nói với bạn bảo với Vision bài này, thì bài này ấy, đối với mình ấy thì chắc là thời 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 trẻ của Malorix đúng không? Thì Malorix thời trẻ thì tất nhiên không nói về rap nhiều nhá. Mình sẽ không nói về rap nhiều nhá. Thời trẻ của Malorix mình thấy hiền nhỉ. Dễ thương, kể cả lời rap cũng dễ thương luôn ấy, tức là nhiều người làm về chủ đề tình yêu rồi nhưng mà ít người mình cảm thấy là tả về người yêu một cách dễ thương như thế luôn ấy, ít lắm, chưa thấy luôn ấy. Thường nhắc đến người yêu là kiểu đít này, kiểu đít người yêu ấy, kiểu thế kia, nhưng mà đây là một video, một cái bài hát giống như là tặng người yêu nhưng mà cực kỳ cute luôn, cực kỳ dễ thương luôn anh em ạ. Cái lời rap cực kỳ dễ thương luôn ấy, phải nói là tại sao Milorix tài năng đến như vậy đến hiện tại. Bạn ấy có cách nhìn đời như vậy, là cái thời còn trẻ đúng không, mà đã viết rap ít nhất là tặng người yêu đúng không, tả về cô người yêu của mình nhưng mà theo một cách cực kỳ dễ thương luôn. Thế anh em, nếu anh em có thể nghe lại nhá, anh em có thể đọc cái lyric ấy, với mình siêu siêu cute, siêu siêu dễ thương luôn, đáng yêu thế. Mình chưa bao giờ nghĩ là Malik kiểu sẽ dễ thương như thế, kiểu kiểu dễ thương như thế này đâu, bởi vì là cái Milo của hiện tại ấy đang là khá là chất chất về đời, và cái góc nhìn nó sắc cạnh hơn. Còn cái góc nhìn chắc là mấy năm trước thì kiểu chưa trưởng thành đấy, kiểu đang sinh viên, kiểu kiểu thế, kiểu đang sinh viên hay là lứa lứa tuổi cấp 3 đang yêu đời, đang yêu cô bé đấy, đang lứa tuổi trong sáng, nó chưa bị vùi dập, chưa bị cuộc đời nó đấy nhiều. Đấy, với mình chắc mình nghĩ thế, nên là đâm ra là cái lý tưởng âm nhạc cũng đang đang là một khía cạnh tươi sáng yêu đời đấy. Cái bài đấy là bài tươi nhá, so cute ấy, nhưng mà càng về sau, ít nhất là bây giờ này là Myric phù rồi, ít nhất là quá 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 sắc cạnh luôn, quá là ok luôn, không cần nói nhiều luôn. Thế, hay quá. Ok, mình sẽ không đánh giá chuyên môn về những cái vấn đề này nữa anh em nhá. Mình không đánh giá chuyên môn về cái bài này, bởi vì là thật ra thì tất nhiên là chuyên môn cái bài đấy, từ flow cho đến tất cả mọi thứ thì nó tiến lên là trung bình thôi, nó không phải là cái gì qua vượt trội. Nhưng mà hay nhất là cái ở phần đối với mình nhá, ấn tượng là lyric lyric cô tả với cô nghiêu cực kỳ dễ thương luôn, mà với mình chắc là ít ai làm được, hoặc là có thể là có những người làm được mà mình chưa biết đến. Nhưng mà đầu tiên thì cứ cho là ok, mình biết đến là Malik, nhưng mà mình tính khoảng cách không phải là bây giờ nhá, mà là video đấy. Đây anh em, video đấy là 3 năm trước, mà trong khi đó là nhìn mặt ông Malik và Sen so với bây giờ mà coi cực kỳ non luôn, mà cực kỳ kiểu dạng gọi là hiền lành chất phác, kiểu đúng là kiểu con nhà nông luôn ấy, kiểu kiểu đấy, kiểu giống như là sinh viên mới kiểu lên đại học ấy, hay là đang học cấp 3 anh em đấy. Cho nên là với mình Malik vẫn là một cái tên quá là chất lượng. Yes, my idol. Love for you. One love for you. Yes. Ok, vậy là mình đã reaction bài khủng long xanh của Mai, mọi người có thể nghe lại, và nếu anh em nghe lại có thể là đọc cái lyric ông ấy viết cực kỳ dễ thương đấy, hay đấy. Ok anh em, vậy là mình đã reaction xong bài Mai khủng long xanh của Mai rồi. Thì chắc là mình sẽ reaction thêm một vài video nữa của ngày hôm nay, bởi vì là có một vài bài mà không phải là mọi người yêu cầu, mà bạn bè mình bảo mình reaction đấy, cũng chắc là cũng khá là hay. Thì hẹn gặp anh em ở video tiếp theo, và anh em đừng quên ủng hộ mình bằng một like, một sub anh em nhé, một lượt đăng ký ấy. Có thể comment xuống bảo là bạn ơi, anh ơi, hay là em ơi, có thể reaction bài này kia, thì mình sẵn sàng mình đáp ứng hết nhu cầu của mọi người nhé. Ok, bye bye mọi người.